là Moon và những bé mèo con. Hôm nay mình đặt những bạn mèo con vào trong một cái chậu bông. Mèo Moon đang đến liếm những bạn mèo con này. Không có gì đâu em, con này nó cứ lo lắng là sợ bị bắt mất con của nó. Chỉ là cho các bạn mèo đi chơi thôi mà. Đáng yêu. Mình tốn rất nhiều thời gian để mình quay những video về bạn mèo. Thật sự yêu thích quay những video mèo như này. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like đăng ký kênh của channel của mình nhé. Kitty Mèo VN. Ủa bé này màu đen xì nè. Đen đáng yêu nha. Muốn lườm mình. Chị chú. Hai bé đã thoát khỏi chỗ chậu bông. Min là mèo trưởng thành. Mu đang liếm cho những con mèo con. Cái này mà em vẫn chưa tìm một đường xuống này. Hơi rát. Cái này thì đã xuống từ lâu rồi này. Mình đã quay video về những bạn mèo con ở trên kênh Kitten Mèo VN. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh của channel của mình nhé. Để mình có thêm nhiều động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem. Loạt video về 4 bạn mèo con của mình. Hiện tại thì mình vẫn chưa đặt tên những bạn mèo con này. Xinh quá mà nhỉ em nhỉ. Em ơi. Đứa này thì mèo nhà mình đẻ được 4 bạn mèo màu đen. Xinh chưa? Ủa đáng yêu chưa kìa. Bốn anh em nhà mèo con. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ channel mình nhé. Kitten Mèo VN. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.